Xin chào ngày mới quý vị khán giả đang đến với chào ngày mới sáng thứ ba ngày 29 tháng 3 của Đài Phát thanh truyền hình Sa La. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã tác động ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thích ứng an toàn, khôi phục sản xuất kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa quan trọng của mỗi doanh nghiệp và đời sống mỗi người lao động, cũng như sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương và đất nước. Câu chuyện ngày mới sáng nay sẽ phản ánh về việc ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động của doanh nghiệp ở huyện Phú Yên. Phần cuối chương trình chúng ta sẽ cùng thưởng thức những hình ảnh đẹp về mùa hoa ban đến với cao nguyên Mộc Châu. Trước hết như thường lệ thời mời quý vị các bạn cùng đến với phần tin. Đến năm 2025, 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình học tập, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu dòng họ học tập, 65% cộng đồng, thôn bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu đơn vị học tập là mục tiêu của chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành một trong những nhiệm vụ giải pháp thực hiện chương trình là bổ sung hoàn thiện và nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội bên cạnh đó xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chương trình triển khai các bộ tiêu chí trong các tổ chức khuyến học và trên các địa bàn dân cư trong cả nước đồng thời tổ chức tập huấn về nội dung phương pháp triển khai các bộ tiêu chí mô hình học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời xây dựng các mô hình học tập, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hóa cơ sở, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng các mô hình học tập góp phần xây dựng xã hội học tập. Với việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu mỡ, nhớt từ ngày 1 tháng 4 sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng dầu, mỡ nhờn tương ứng là 2.200 đồng trên 1 lít đối với xăng, 1.100 đồng lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, 1.100 đồng trên 1 kg đối với mỡ nhờn, 770 đồng trên lít đối với dầu hỏa. Theo Bộ Tài chính, giảm thuế bảo vệ môi trường với nhóm xăng dầu, mỡ nhờn sẽ hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, qua đó giúp giảm CPI bình quân năm 2022 ước khoảng từ 0,76% đến 0,85%. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước khôi phục và tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý 1 năm 2022 ước tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,34%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,52%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,97%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,74%. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong quý 1 năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm đá xây dựng tăng 4,34%, sữa tươi tiệt trùng tăng 3,7%, đường kính tăng 0,32%, xi măng tăng 33,46%, điện sản xuất tăng 3,98%, nước máy thương phẩm tăng 5,85%, tinh bột sắn tăng 12,99%. Công ty Điện lực Sơn La hiện đang quản lý kinh doanh bán điện cho hơn 329.000 khách hàng. Thực hiện lộ trình phát triển khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, công ty cũng đã làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị về việc chuyển đổi thanh toán tiền điện bằng tiền mặt tại quầy của điện lực sang thanh toán tiền điện qua các ngân hàng. Bên cạnh đó thì công ty Điện lực Sơn La cũng đã ký kết hợp tác thụ hộ tiền điện với các ngân hàng thương mại và nhà mạng viễn thông như BIDV, Agribank, Vietinbank, Việt Vietcombank. ABB Bank, Viettel, Sơn Lam để thu tiền điện tại quầy giao dịch qua ATM, Internet Banking, trích thu nợ tự động. Điện lực các huyện thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng về lợi ích của việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thiết lập hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh để hỗ trợ khách hàng. Vận động khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay đã có hơn 174.000 khách hàng thanh toán tiền điện qua dịch vụ số không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 53,16%. tận dụng tiềm năng mặt nước vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình và lòng hồ thủy điện Trung Sơn, thời gian qua các xã vùng lòng hồ trên địa bàn huyện Vân Hồ đã tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó chú trọng nuôi cá lồng theo hướng liên kết tập trung, qua đó đã từng bước góp phần làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vân Hồ đạt trên 72 ha tập trung chủ yếu ở một số xã vùng lòng hồ như Quang Minh, Mường Tè, Tân Xuân. Năm 2022, huyện Vân Hồ đặt ra mục tiêu phấn đấu phát triển số lượng lồng nuôi cá trên 170 lồng. Sản lượng thủy sản đạt trên 360 tấn, chủ yếu như các giống cá chấm cỏ, cá chép, năng chấm và tôm các loại. Để đạt được mục tiêu đề ra, hiện nay huyện Vân Hồ đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, tập trung phát triển, sản xuất theo hướng bền vững, có hiệu quả. mới đây nhà mạng vinaphone đã phát cảnh báo các thuê bao về tình trạng tội phạm lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi để đánh cắp thông tin mã otp của người dùng theo đó kẻ gian thường giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng ngân hàng ví điện tử để gọi cho khách hàng và hướng dẫn sử dụng dịch vụ hay giải quyết sự cố bất kỳ và yêu cầu khách hàng có các thao tác xác nhận trên máy điện thoại Cụ thể thao tác mã lệnh trên bàn phím là sao sao 21 sao. Số điện thoại kẻ lừa đảo là thăng OK. Sau khi lừa đảo chiếm quyền nhận cuộc gọi, kẻ gian sẽ lấy được mã OTP. Từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, kiểm soát chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử. Trong 3 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng công an huyện Sông Mã đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là xử lý các lỗi vi phạm như chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, không đủ mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự, các chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng công an huyện đã phát hiện và xử lý 121 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 81 bộ giấy tờ, một xe ô tô, 66 xe mô tô, xử lý theo chuyên đề về nồng độ cồn 18 trường hợp, vi phạm về mũ bảo hiểm 50 trường hợp, chở quá khổ 2 trường hợp, điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy 1 trường hợp. Mặt khác trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sông Mã đã chủ trì và phát hiện bắt giữ hai vụ đối với hai đối tượng có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Thang vật thu giữ gồm 0,25 gam heroin và 9,18 gam ma túy tổng hợp, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước trên 140 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thực sự, bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xí nghiệp giày Phù Yên đã phải tạm dừng hoạt động, làm chậm tiến độ sản xuất của xí nghiệp và làm ảnh hưởng đến việc làm thu nhập của công nhân. Do đó thì ngay sau khi khôi phục sản xuất, Ban Giám đốc Xí nghiệp đã động viên công nhân tăng ca để giao hàng cho đối tác đúng thời gian. Có mặt tại Xí nghiệp Giày Phủ Yên 2 những ngày cuối tháng 3, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí lao động ở đây rất khẩn trương. Các công nhân đang làm việc hết công suất để kịp giao hàng theo đúng tiến độ từ khi thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, xí nghiệp đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tạo điều kiện cho công nhân quay trở lại làm việc ngay sau khi hết dịch bệnh. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua thì nói chung là công nhân cũng công ty cũng cho một số là nghỉ nghỉ vì là dịch bệnh là có một số là F0 trong cái nghỉ dịch bệnh đấy thì nói chung là cũng công ty cũng tạo điều kiện hết hết mức cho các chị em công nhân và đã tạo điều kiện là để cho chị em công nhân đi làm trở lại bình thường. Do công nhân ở đây đã đều được tiêm hai mũi vaccine cùng với thực hiện tốt 5K, nên những công nhân nào bị nhiễm COVID-19 thì nghỉ làm, sau khi khỏi bệnh lại trở lại công việc. Dây chuyền sản xuất và nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Thời điểm này, xí nghiệp dây ổn định sản xuất cho trên 95% công nhân. Mong muốn của tôi sau này là lúc nào công ty cũng lúc nào cũng có đầy đủ công việc ổn định cho chị em chúng tôi có thu nhập ổn định để nuôi sống gia đình trong quá trình nghỉ cách ly các chị em công nhân trong thưởng vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm mặc dù dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp nhưng với mong muốn tạo việc làm cho lao động địa phương không phải đi làm ăn xa năm 2021 với sự đồng hành của tỉnh Sơn La và huyện Phú Yên về mặt bằng, hạ tầng. Công ty cổ phần giày Ngọc Hà đã mở rộng thêm xí nghiệp giày Phú Yên 3 tại xã Mường Cơi với 500 lao động. Trong năm 2022, công ty sẽ hoàn thiện nhà máy để thu hút thêm từ 200 đến 300 lao động địa phương. Đến nay, tại huyện Phú Yên đã có 3 xí nghiệp giày với 2.900 lao động. Hầu nhất công nhân những đội đây hiện nay đã được tiêm bắt đầu tiêm mũi 3 rồi. cho nên là chúng tôi yên tâm với việc mà có đủ cái lực lượng sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng và chúng tôi sẽ tìm tiếp tục là mở rộng thêm sản xuất. Với việc năng động trong tìm kiếm đơn hàng và đẩy mạnh sản xuất để bù đắp những tổn thất trong thời gian nghỉ do dịch bệnh diễn biến phức tạp, kết quả sản xuất quý 1 năm 2022 của xí nghiệp giày Phú Yên tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021, đã tạo việc làm, thu nhập cho công nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của huyện Phú Yên khôi phục sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động. Hy vọng tín hiệu tích cực sẽ đến với tất cả các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Khép lại câu chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị các bạn tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị, không chỉ nổi tiếng là miền đất với nhiều di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh và ẩm thực độc đáo mang đậm bản sắc các dân tộc, Mộc Châu cũng ngày càng trở nên đẹp thơ mộng bởi những cung đường hoa, tháng 3, tháng 4 về là những tuyến đường hoa ban đua nhau khoai sắc thực sự quyến rũ lòng người khi đến nơi đây. Từ bao đời nay, hoa ban đã đi vào đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, nhất là dân tộc Thái, Tây. Người dân nơi đây ưu ái mệnh danh hoa ban là vua của các loài hoa, là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc. Hoa ban chính là loài hoa biểu tượng cho núi rừng Tây Bắc và tượng trưng cho tình yêu lứa đôi thủy chung son sắt, và câu chuyện tình của chàng Khum và nàng Ban. Hoa ban có 5 cánh xòe thành hình quạt với nhiều sắc màu như tím nhạt, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng. Trên nền trời trong xanh, hoa ban càng nổi bật lên những cánh trắng hồng đẹp đến ngây ngất lòng người. Giờ đây, hoa ban đã thực sự gắn bó với mỗi người dân ở Cao nguyên Mộc Châu. Tôi thấy là hoa ban ở Mộc Châu Sơn La có một cái vẻ đẹp rất là tao nhã và thanh lịch thì mỗi mà mỗi mùa hoa ban nở ở một sơn la thì tôi thường đi dạo một vòng quanh thị trấn để ngắm nhìn những bông hoa ban trắng nở rất là đẹp. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, dạo quanh những tuyến phố ở thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông Trường hay các xã Đông Sang, Triển Hắc, thật khó kìm nén cảm xúc bởi vẻ đẹp đến mê hoặc của những nhành ban trắng. Đến Mộc Châu dịp này, du khách còn có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp hoặc cũng có thể hòa mình cùng với hoa ban trong làn gió thoảng nhẹ nơi cao nguyên xanh